to nhất, đẹp nhất Vịnh Hạ Long đã chính thức đi vào hoạt động. Và bọn mình đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để trải nghiệm nó. Một chuyến hải trình cùng Essence Grand bao gồm một đêm nghỉ ở hạng phòng sang trọng, kèm với đó là 4 bữa ăn và rất nhiều dịch vụ khác như bể bơi nước mặn 4 mùa, phòng gym, phòng giải trí, phòng poker, karaoke và phòng VR golf. Tất cả sẽ được bọn mình gói gọn trong clip này. Mọi người cùng xem và cùng cảm nhận nhé! Ôi, mang lên cả nhà. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại bến cảng Tuần Châu. Hôm nay thì Ngọc Thu và Thu Hằng sẽ có hành trình trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại du thuyền Essence Grand. Cùng chúng mình xem là Essence Grand có xứng tầm là một cái du thuyền hiện đại và sang trọng, sang chảnh bậc nhất của Vịnh Hạ Long không nhé. Khu vực nhà chờ của du thuyền Essence mình đánh giá là có góc nhìn cực đẹp ra vịnh với đồ uống, khăn lạnh và kẹo ngọt miễn phí. Khu vực check-in rất rộng. Đây cũng là nơi bạn làm thủ tục nhận chìa khóa phòng và chờ lên du thuyền. Bọn mình đi từ Hà Nội lên bằng xe limousine, các bạn cũng có thể lựa chọn đi xe riêng và đỗ tại cảng Tuần Châu. Trong lúc chờ đợi du thuyền đón thì mình sẽ nghỉ ngơi, chụp ảnh và đi dạo một vòng hít thở không khí mát lành của biển Hạ Long. Vị trí mình đang đứng ở đây thì chính là bến thuyền. Một lát nữa thôi thì tàu cao tốc sẽ đưa chúng mình đến với lại du thuyền Essence ngoài kia. Để di chuyển lên tàu, bọn mình sẽ đi tàu cao tốc của Essence ra vịnh chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển. Nhìn từ xa nó trông như một con tàu chiến hầm hố mà không lẫn với bất kỳ du thuyền nào khác. Đến nơi bọn mình sẽ nghe hướng dẫn về lịch trình cũng như các quy định trên du thuyền và chuẩn bị cho bữa trưa tại nhà hàng. Vị trí mà mình đang đứng đây là nhà hàng Dining by the Bay, tọa lạc tại tầng 5 của du thuyền. Nhà hàng Dining by the Bay thì với diện tích lên đến 300m², vô cùng cảm giác là không gian vô cùng thoáng đãng. Nội thất thì rất là trang nhã và lịch thiệp. Chị ơi, đây là món cá song hổ, như đây là cá đặc sản của địa phương Hạ Long chị ạ. Ăn thử không? Ăn thử, cho chị một đĩa thử. Ok nhá. Lần đầu tiên mình được thưởng thức món cá song hổ ấy. Đồ ăn rất là tươi ngon mọi người ạ. Cho chị một miếng kia đi. Các món ăn mình đánh giá ngon và hợp khẩu vị. Từ các món hải sản, gỏi, bít tết cho đến các món salad hay tráng miệng đều được các đầu bếp tâm huyết của nhà hàng chuẩn bị chu đáo. Không gian nhà hàng thì đúng là mê luôn, góc nhìn 360 độ ra vịnh Hạ Long. Lại được đúng hôm thời tiết thật chiều lòng người nữa, ngồi ăn mà thấy chiêu lắm luôn nha. Sau bữa trưa thì bọn mình tranh thủ đi chụp hình sống ảo luôn vì thời tiết đang nắng đẹp. Hôm mình đi gió mát không khí ở vịnh thì trong lành cực kỳ thích. Đứng ở chỗ nào trên du thuyền Essence Grand cũng sẽ giúp bạn có những tấm hình để đời. Đặc biệt ở đây khi nhìn xuống bên dưới thì tất cả đều nhỏ bé trước sự khổng lồ của du thuyền Essence Grand. Có thấy căn phòng siêu đẹp bên trên bể bơi kia không? Để bọn mình lên review luôn nhé. Bye bye.
mình xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hạng phòng Oceania. Và hạng phòng này có diện tích tới 95m2 các bạn ạ. Mọi người có thể thấy là view phải gọi là toàn cảnh vịnh luôn, rất là bát ngát. Và điểm nhấn của phòng này đó chính là view trực tiếp xuống bể bơi. Và đây là cái bể bơi to nhất ở Vịnh Hạ Long hiện tại. Điểm nhấn tiếp theo của hạng phòng này thì đó chính là chiếc bồn tắm nằm rất là xinh xắn thế này ạ. Các bạn có thể vừa sử dụng và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của bên ngoài. Phòng Oceania là một trong những căn phòng VIP nhất trên du thuyền Essence Grand. Nó cực kỳ thích hợp cho các cặp đôi hoặc những cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật hay kỷ niệm ngày cưới. Với chiếc giường xinh xắn cùng nội thất nổi bật và tiện nghi đẳng cấp. Xin giới thiệu với mọi người, hiện tại thì mình đang đứng tại phòng Honor Suite. Đây chính là hạng phòng xịn nhất và to nhất của du thuyền Essence Grand. Phòng Honor siêu dành cho những ai thích sự riêng tư cùng dịch vụ thượng hạng. Ngoài việc có hai phòng ngủ hướng nhìn ra vịnh thì phòng cũng có những đặc quyền như bể sục jacuzzi và có hẳn một sân hiên riêng tư bên ngoài rộng 200m2. Terrace này là điểm cộng lớn nhất vì Essence là du thuyền duy nhất có sân hiên đỗ được trực thăng nhà. Hạng phòng này tương đương với President đó các bạn à, đặc biệt được phục vụ ăn uống tại phòng miễn phí. Các hạng phòng khác của siêu du thuyền Essence Grand đều có góc nhìn rộng, nội thất trang nhã được sắp xếp cực kỳ hài hòa. Những phòng có ban công riêng sẽ rất thu hút và là địa điểm sống ảo không thể bỏ qua. Du thuyền Essence Grand có tổng cộng 55 phòng và phục vụ tối đa từ 100 đến 120 khách. Phòng tiêu chuẩn sẽ cho hai người lớn và miễn phí một trẻ em dưới 5 tuổi. Đây không chỉ là siêu du thuyền nổi bật về nghỉ dưỡng mà các hoạt động giải trí cũng vô cùng hấp dẫn. Có hẳn một phòng cho bạn chơi bi lắc, khu vực đọc sách riêng tư tầm nhìn ra vịnh, máy chơi game PlayStation 5 thời thượng, tất nhiên là đều miễn phí. Khu vực vui chơi cho trẻ em cực kỳ rộng rãi, có phòng hát karaoke để các bạn thử giọng nhạc. Chưa hết, du thuyền còn có phòng chơi bia, thử làm golfer sang chảnh một ngày cũng khá thú vị đó. Bạn nào quan tâm đến việc luyện tập cũng có phòng gym với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất. Bơi lội là hoạt động mà mình mong chờ nhất, cảm giác ngâm mình dưới bể bơi giữa không gian bao la của vịnh biển, cơ thể như được thư giãn sau cả một ngày dài. The Essence Spa được trang bị bể sục jacuzzi, phòng sông hơi khô, phòng sông hơi ướt và các gói dịch vụ trị liệu phong phú sẽ mang đến cho quý khách những giây phút thoải mái nhất. Bơi xong thì cũng hơi đói đói rồi, chúng mình lại tiếp tục lên Sky Bar trên tầng 6 để thưởng thức tiệc canapés với các loại bánh quy và sandwich. Thật phấn khích khi cùng nhau ngồi trò chuyện và ngắm hoàng hôn buông xuống trong tiếng nhạc rộn ràng. Bữa tối hôm nay là chúng mình được phục vụ bằng set menu với hai món khai vị là
súp tôm hùm măng tây và bánh mì thảo mộc. Sau đó thì sẽ được phục vụ salad này. Món chính là có 3 món: chả mực Hạ Long, hàu sữa bỏ lò và tôm hùm phô mai. À, có một món chính cuối cùng nữa, đó là thăn nội bò Úc, phục vụ kèm với khoai nhiên và rau hầm. Tráng miệng là sẽ có trái cây và bánh kem mềm. Đây là món mình chờ đợi nhất bữa tối hôm nay, tôm hùm bò lò phô mai. Đây là điểm cộng của du thuyền SN Grand. Không phải du thuyền nào ở trên vịnh Hạ Long cũng có tôm hùm đâu các bạn ạ. Và mình nhìn nó rất là to và hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn xem thế nào nhé. Mình thấy là tôm rất tươi và ngon các bạn ạ. Sau bữa tối, bạn có thể lựa chọn lên sun deck nghe nhạc và uống cốc tai. Sky Bar về đêm với thiết kế dàn đèn lung linh chắc chắn sẽ cho các bạn những tấm ảnh cực kỳ sang chảnh luôn nhé. Nhớ ghé khu vực bể bơi ở tầng 2 vào buổi tối để ghi lại những bức hình hay quay video để đăng top top nhé. Quá to so với các bể của những du thuyền khác các bạn ạ. Yên tâm vì bể bơi 4 mùa nên có thể bơi vào cả mùa đông nha. Essence Grand còn thiết kế cả một phòng chơi poker giúp khách hàng có trải nghiệm giải trí thú vị. Hơn thế có thể giảm được stress sau những áp lực của công việc hàng ngày hay kết nối và giao lưu cùng các khách hàng khác. Essence Grand còn có phòng ăn VIP tại tầng 2 với một khoản phụ phí riêng, phòng ăn private kết hợp phòng họp được thiết kế tinh tế. Khoảng 7 giờ sáng, nhà hàng sẽ phục vụ bữa sáng cho khách hàng. Món ngon nhất của buổi sáng nay là phở các bạn ạ, hương vị rất ngon và đậm đà. Theo mình thì đầu bếp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có được nước phở ngon như vậy. Theo lịch trình thì 6 giờ sáng có lớp tập thái cực quyền trên sun deck, nhưng sáng sớm nay khi dậy thì trời tối quá nên mình không có lên tập, hơi tiếc một chút. Còn lịch trình tham quan hang luồn thì mình không thể bỏ qua. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại danh thắng hang luồn thuộc quần thể của vịnh Hạ Long. Sáng nay thì chúng mình sẽ đi tham quan hang luồn. Có hai phương tiện để tham quan hang luồn, đó là một là thuyền kayak, hai là thuyền nan. Wow, thời tiết đẹp quá, mát mẻ, chắc là khoảng 25 độ, rất là phù hợp để chèo thuyền kayak vào buổi sáng này. Em thấy núi đá vôi ở đây cũng đẹp nha, nước xanh này. Nước trong xanh. Chú với chị mấy kiểu ảnh đi Hằng ơi. Đi du lịch cùng Elite Tour à? Ra đây. Đi du lịch. Như vậy là hành trình 2 ngày 1 đêm trên du thuyền SN Grand của chúng mình sắp kết thúc. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà hàng để thưởng thức bữa lửng. Sau bữa lửng thì mình sẽ lên làm thủ tục check out và cập bến cảng. Bữa lửng của chúng mình có cơm rang, mì, miến được xào cùng với các loại hải sản. Ngoài ra thì còn có bánh ngọt và hoa quả nè. Đã cập cảng rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ. Hai ngày một đêm nhanh, cảm giác như chị vẫn muốn ở lại thêm ấy. Em còn muốn đi nữa cơ, đi dài hơn ấy. Có hành trình 3 ngày 2 đêm không? Có, lịch trình mới ra là có 2 ngày 3 ngày 2 đêm ấy chị ạ. Lần sau đi 3 ngày 2 đêm nhá. Lần sau đã. Rủ thêm bạn bè đi nữa cho vui. Nhưng mà nói chung là đúc kết lại thì hành trình rất là ý nghĩa, hay, du thuyền đẹp, to.
rất là đáng để trải nghiệm nữa mà. Mọi thứ chị thấy ok, cảm giác là ở ngoài biển ấy mình thấy một cái cảm giác tự do, nhưng mà ở trong du thuyền thì vừa sang trọng nhưng mà vẫn ấm cúng, nó cũng nhẹ nhàng đúng không? Thanh bình ấy, đúng nghỉ dưỡng. Nếu các bạn quan tâm đến du thuyền SM Grand và muốn trải nghiệm hành trình tuyệt vời như chị em mình thì hãy liên hệ Elite Tour, website và số điện thoại mình để bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của hai chị em mình. Xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại.